Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đông trùng hạ thảo là loại thảo dược quý với nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Thế nhưng trên thị trường hiện nay đang có hàng loạt các sản phẩm sữa được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo với vô vàn mức giá khác nhau. Vậy làm thế nào để nhận diện được một sản phẩm sữa đông trùng hạ thảo thực sự tốt và chất lượng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Là người yêu thích các sản phẩm tự nhiên, sản phẩm có thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo luôn được chị Nhật ưu tiên. Tuy nhiên, thị hiếu tiêu dùng này cũng khiến thị trường này ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm thảo dược, khiến không ít người dùng băn khoăn khi lựa chọn. Với chị Nhật, để lựa chọn một sản phẩm từ đông trùng hạ thảo chất lượng, sản phẩm không chỉ có nguồn gốc rõ ràng mà còn phải có đầy đủ các giấy tờ về kiểm định chất lượng, an toàn với người sử dụng. Thời điểm dịch Covid-19 tác động nhiều đến sức khỏe, sữa Lalamil đông trùng hạ thảo là sản phẩm quen thuộc giúp gia đình chị Nhật tăng cường sức đề kháng. Sữa Lalamil đông trùng hạ thảo được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chứng nhận chất lượng cũng được chị Nhật tìm hiểu đầy đủ trước khi sử dụng sản phẩm. Chính vì vậy, chị Nhật đã tìm được một sản phẩm dinh dưỡng hữu ích, chất lượng và an toàn cho cả gia đình. Chỉ với 2 cốc sữa mỗi ngày và cách pha vô cùng đơn giản, sữa Lalamil đông trùng hạ thảo không chỉ giúp chị Nhật bồi bổ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp chị Nhật lấy lại sức khỏe nhanh chóng sau khi ôm dậy. Đặc biệt, loại sữa này dùng cho mọi lứa tuổi nên thích hợp cho cả gia đình. Đợt vừa rồi thì cả nhà mình đã mắc Covid-19, ăn không ngon mà ngủ không được. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều những cái sản phẩm dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cũng như là bổ dưỡng cho cả nhà, nhưng mà thực sự là không có hiệu quả. Và mình biết đến sản phẩm sữa đông trùng hạ thảo Lalamil của công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD. Thì sản phẩm này thì qua một người bạn giới thiệu cho mình. Sau đó thì mình cũng tìm hiểu rất là kỹ về nguồn gốc này cũng như là thành phần của sản phẩm trước khi mà cho gia đình sử dụng. Thế nên là mình hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Sữa này thì có mùi thơm dịu này, hương vị rất là ngon. Và cả nhà mình uống sau khi mà mắc Covid thì mình thấy là phục hồi sức khỏe rất là tốt. Chính vì thế mà mình luôn luôn sử dụng cho đến bây giờ luôn. Và sữa này thì rất là giàu dinh dưỡng nhá. Mình sử dụng cho cả trẻ con này, cả người già nữa. Thế nên là nhiều lúc mình có thể tận dụng làm bữa ăn sáng cho cả gia đình mình rất là tiện. Đối với mình ấy, thật sự là một người rất là bận rộn, nhưng mà mình thấy đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là tuyệt vời. Sữa của công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD này phải nói là rất là hiệu quả. Trong đó, đông trùng hạ thảo được biết đến là loại dược liệu quý có chứa 17 loại axit amin khác nhau. Nhưng axit amin này có lợi cho việc tăng cường sức đề kháng và miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn có tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thư. Sữa ong chúa có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và giảm các bệnh tim mạch. Nano curcumin hay chính là tinh bột nghệ nano có tác dụng bổ máu, bảo vệ gan và ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. DHA là chất tốt cho tăng cường trí não và thị lực ở trẻ nhỏ. Đạm whey hay còn gọi là whey protein là một loại protein hoàn chỉnh, có chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu, dễ hòa tan, chuyển hóa thành các axit amin nhanh chóng, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của bé trong xây dựng, tái tạo tế bào, là thành phần của kháng thể chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Trong cái sữa này thì tôi đặc biệt lưu ý trước tiên là cái đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì thực ra nó là một cái dạng ký sinh của một loại nấm. Đầu tiên là người ta thấy tín nhiệm nhất là ở cái khả năng mà tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của con người. Thế ngoài ra thì đông trùng hạ thảo thì nó cũng là một loại chất mà có rất là nhiều cái chất dinh dưỡng quý, trong đó có 17 axit amin và trong đó rất nhiều axit amin thiết yếu. Thế đây là những cái axit amin này thì nó sẽ được chọn lọc và khi được vào được cơ thể thì nó sẽ hấp thu nhanh ở các mô của cơ thể là có thể phát triển được tốt. Đông trùng hạ thảo thì nó còn có thêm một cái tác dụng nữa, tức là nó bồi bổ cơ thể chung, đồng thời nó giúp cho vấn đề là những người mà bị mỡ máu cao ấy là sẽ giảm được cái mỡ máu. Trong cái sữa đông trùng hạ thảo này thì ngoài ra họ còn đưa cái sữa non vào, là một cái sữa cực kỳ quý, mà nhất là đối với trẻ con ấy thì lại càng quý bởi vì nó bé mà. Thế nhưng mà hiện nay là với cái tỷ lệ sản xuất được sữa non rất là cao, nên người ta có thể sử dụng trong rộng rãi nhiều cái sản phẩm và có cái sữa non. Thì sữa non cũng là một cái mà để tăng cường khả năng miễn dịch, rồi tăng cường cái bồi dưỡng cho toàn bộ cơ thể của mình. Nó là một cái sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Như là cái dạng mình ăn uống ấy, không thể nào mà mình ăn được một tuần, hai tuần mà cơ thể thay đổi được.
nên là phải sử dụng một thời gian tương đối dài. Nói chung các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì người ta đều có lời khuyên là tối thiểu là 3 tháng ngay từ giai đoạn 1. Thế rồi anh có thể nghỉ một đợt độ 1 tháng, 2 tháng gì đấy, anh lại bổ sung một đợt tiếp. Có người có điều kiện thì dùng liền 6 tháng. Thì tôi thấy đấy cũng đều là điều rất là tốt. Sự kết hợp các thành phần này trong sữa là Lalamil đồng trùng hạ thảo mang đến hiệu quả trong hồi phục sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đặc biệt tốt cho người đau dạ dày, tá tràng. Có thể dùng làm bữa sáng tiện lợi và làm quà biếu tặng sang trọng. Cũng theo các chuyên gia, để có một hệ miễn dịch tốt cả ở trẻ em và người lớn, ngoài việc bổ sung thường xuyên các chất dinh dưỡng như Lalamil đồng trùng hạ thảo, cần kết hợp một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, ăn nhiều rau xanh, trái cây, kết hợp với vui chơi và vận động thể thao thường xuyên, cập nhật các kiến thức về dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Rất hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!